Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn mẫu máy xúc 55 hiếm có khó tìm mà giá cực kỳ hợp lý. Như các bạn cũng đã biết thì bây giờ máy xúc 55 về thì toàn là đời cao thôi. Đời cao ở đây có thể là 15, 16, 17, 18, có khi là đến cả 20. Vậy thì những cái đời cao như vậy về thì chắc hẳn là đời thấp sẽ không còn nữa. Mà nếu đời thấp có về thì giá cực kỳ đắt đỏ. Thời điểm này để kiếm được một con máy xúc mà đời thấp thì hơi khó khăn đấy các bạn. Đôi khi chúng ta có thể mất vài ngày, cũng có thể lên tới vài tháng thì mới tìm được những con đời thấp. Không phải lúc nào cũng có thể săn đón được những con đời thấp. Dòng máy lốp 55 này thì rất nhiều người tin dùng và ưa chuộng, từ đời 2008 đổ đến 2014 các bạn. Bây giờ thì xã hội càng ngày càng phát triển lên thì máy thì càng ngày cũng càng đi lên. Vậy nên là những cái đời thấp thì không phải lúc nào cũng vậy. Thì đây, hiện tại bãi đang có hai con phải nói là siêu phẩm full option và đời tầm trung. Giá thì lại cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Đấy, hiện tại đây trong vòng 3 con này thì bỏ qua con ở giữa vì con ở giữa đời cao, giá sẽ cao. Duy nhất là chỉ có con này và con kia là giá cực kỳ hợp lý và máy nó không phải hạng đời thấp, đời tầm trung các bạn ạ. Đây, xin giới thiệu đến với các bạn, đây là con Dosan DX55WACE đời 2013. Anh em nào từng lái đời này hoặc đời thấp hơn thì không có cái gì chê về cái dòng này nữa các bạn ạ. Kim cơ, dầu ăn ít, dễ sửa chữa. Đấy, và đặc biệt là bán không mất giá. Đấy, thì như ngày xưa ấy, để kiếm được một con DX55 23 rất là dễ, nhưng bây giờ kiếm được con 23 thì cực kỳ khó. Mà đời ngày xưa không bao giờ nó có những phụ kiện đi kèm, nhưng bây giờ thì đầy đủ các bạn nhé. Đây, ở đây chính là con 55 đời 23 WACE. Con này thì được trang bị luôn cái kẹp gỗ trên phần các bạn ạ. Đấy, và nó có thêm đường búa, đường beo ở phía trên. Đấy, rất là nhiều đường chúng ta mái lựa chọn, thích gắn gì thì gắn, gắn trời gắn đất đều gắn được ở đây. Đấy, những cái phiên bản đời tầm trung như thế này dùng rất là ổn định và không sợ hư hỏng nhiều. Đấy, con Dosan DX55WACE phiên bản 2013 này nó nặng 5,5 tấn các bạn nhé. Bề ngang nó là 1m920, chiều cao là 2m885 và bề chiều dài tổng thể là 6m1. Đấy, con này thì dung tích gầu là 0,175 m3 theo catalog của nhà sản xuất. Con này sử dụng lốp 12-16.5. Đây, lốp 12-16.5. Con này được trang bị toàn bộ bằng hệ thống lốp Tiron. Đấy, lốp Tiron của Hà cực kỳ đẹp luôn. Với một cái thân hình đồ sộ đẹp trai như thế này thì ai ai cũng muốn mê quá. Đây chính là tem nhôm của nhà sản xuất, con 2013. Con này là cổ mềm nhé, cổ có cái lệch cần, gọi là như thế. Cùng ra phía sau để chiêm ngưỡng động cơ. Con này thì có cái gì hot không nhá. Ai ai cũng mê về cái động cơ của thời ngày xưa, thời trước. Cùng lên này. Ôi giời ơi, nhìn động cơ đời điện rồi thì nhìn động cơ đời kim cơ nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Con Dosan DX55 này sở hữu động cơ 4TNV98 các bạn nha. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hè. Với một cái kiểu động cơ như thế này thì con này nó có thể sản sinh ra được khoảng 30 km/h. Với cái tốc độ chạy như thế là cũng khá là lý tưởng rồi đúng không ạ? Vòng tua con này đạt cực đại là 2,400 vòng/1 phút, sản sinh là 57 mã lực. Đây, đời này thì máy đen, giá hợp lý thì chỉ mất ngay trong tích tắc thôi. Theo như bên bãi đưa ra, con này đâu đó chỉ có giá hơn 1 tỷ mấy chục thôi các bạn ạ. Đấy, động cơ con này thì nó rất là đơn giản, nó không khác gì một con máy xích thôi. Máy xích cùng đời nó tương tự như thế này, không có gì khác vì nó đều chung là động cơ 4TNV98K. Con này thì không có gì phức tạp, dùng rất là ổn định và đặc biệt cũng dễ dàng sửa chữa mỗi khi nó trục trặc các bạn.
Rồi. Con này là con đời thấp thấp rồi nhé. Rồi đến con kia xem nào. Cái con kia đời bao nhiêu? Vâng. Con này thì 2016 chúng ta bỏ qua không xem vì nó lên hẳn form mới và nhiều cái mới lạ rồi. Đây. Phía trước trong màn này nhỏ các bạn chính là con đôi sáng đấy cũng 55W2CE nhưng chưa biết nó đời bao nhiêu. Nó nhìn không khác gì con mình vừa review một tí này. Con này thì cũng là đầy đủ, có đường búa này, có cả cái kẹp và ở bên trên thì chúng ta kẹp bia, kẹp mía, kẹp các kiểu kẹp đều được hết nhé. Thông số thì giống hệt như con kia, bề ngang 1m920, chiều dài 6m1. Lốp thì vẫn là lốp 12 trừ 16.5, gọn 12 trừ 16.5. Lốp con này thì tương tự như con kia, nhưng con kia có vẻ như siêu phẩm đẹp hơn. Cùng xem, vẫn là phiên bản cổ lệch cận và con này đời thấp hơn. Con này là đời đâu đó 2012. Thì đời thấp hơn thì là nó đẻ trước hơn thì nó dùng nhiều hơn, rõ ràng giá sẽ rẻ hơn. Con này thì giá nó sẽ dao động khoảng tầm một tỏi thôi các bạn nhé, một tỏi thôi chứ không có nhiều đâu, vì con này nó không hẳn là đời cao. Đây, ồ, những cái hộp bàn biết này. Đấy, ngày xưa mà để mà mua được một con 55 này mà đã khó rồi, mà bây giờ lại thời này còn đã khó hơn nữa, mà còn đang khó mà cộng với full bộ như thế này thì nhìn thấy phát rồi nhưng còn yêu ngay. Rồi xem động cơ hai con đấy với con này con nào đẹp hơn. Đây, động cơ này, động cơ như nhau. Đèn này, con này tích hợp đèn đây, đèn lùi, đèn xi nhan và đèn phanh nó tích hợp tròn đây luôn, gọn nhẹ đẹp trai. Đây là kiểu động cơ của nó đấy, cũng là động cơ 4TNV98, không khác gì nhau, chỉ khác là đời cao hơn và đời thấp hơn một chút, với một số tiền rất hợp lý. Bơm thủy lực, lọc gió nằm ở bên này. Đây là lọc gió. Đây, cái phần bơm cao áp đây rất là động cơ hộp như cả, không thiếu gì nào mà xin được. Xoay từng con ốc xoay đi các bạn ạ. Đấy. Về phần kiểu động cơ, rồi về phần thiết kế, rồi về phần công suất thì con 12 này với con 13 kia không khác gì nhau, vì nó đều là thế, nó chỉ khác mỗi tội là con đời cao và con đời thấp thôi. Về phần đây là bình hơi. Đấy, bình hơi này có cả bộ đàm này, gương chiếu hậu này. Đời này thì cam lùi gấm nếp có hết. Đấy, không thiếu gì. Đấy. Rồi, thử ngó cabin con này nhé. Nó đậu ở chỗ hơi chật chội rồi, nên là muốn vào khó lắm. Đây, cabin của con 213. Đây, vô lăng 3 chấu. Màn hình này, chuyển sang màn hình 8 nút đây này. Đấy. Dàn công tắc. Đời này thì có sẵn kết nối đài ở Bluetooth. Một dàn công tắc phụ kiện đi kèm như là đỗ xe, búa, đèn, bình hơi, bộ đàm. Bên này là tay trang, điều hòa. Kia là đài, radio. Và bên này thì có mấy nút phụ trợ như là tay nâng ben, quay cổ cần, tháo lóc cầu nhanh, đèn, có thế thôi. Cốc đựng nước. Đấy, có bàn đạp kẹp búa luôn. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ, không phức tạp. Nhìn nội thất con này thì rất là những cái đời ngày xưa nên là nó không có gì phức tạp đâu các bạn ạ. Đời này thì hãy so sánh hai con các bạn nhé. Đấy, con này có cam luôn này, cảm biến này. Đấy, một trời một vực. Đây trên núi thì đây dưới đáy núi. Đấy, nhưng mà dưới đáy núi thế thôi, nhưng mà dùng thì thoải mái các bạn. Con này thì nó chỉ dao động giá đâu đó khoảng như con kia thì tầm tỷ thôi các bạn. Còn con này thì lại là tỷ mấy chục. Còn con 16 kia thì nó phải tầm tỷ 1. Đây, có rất là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta dùng. Nhưng mà nếu mà kinh tế tài chính mình không đầu tư nhiều là vừa tầm thì chúng ta nên lựa chọn con 12 kia, con 13 này. Nhất là dễ dàng sửa chữa, dễ dàng thay tháo và đặc biệt giá thành rất là hợp lý trong cái thời điểm mà máy móc nó đang khan hiếm như thế này.
chúng ta giúp chúng ta dễ dàng vận hành và bảo trì bảo dưỡng nó các bạn. Này, cá nhân mình thì mình cũng rất thích là những dòng nho nhỏ như thế này. Còn đây các bạn có thể nhìn thấy cái form này là form mới hẳn luôn. Form này chỉ 5K dao động đời 2018-19 này. Đây, từ thiết kế đến thiết khác ngay. Đây, nếu mà như chúng ta đóng hai cái phần đuôi này xuống thì một con thiết kế theo kiểu là mạnh mẽ, còn một con thì thiết kế theo kiểu đơn sơ, nó khác hẳn nhau. Đấy, từ hệ thống đèn đóm, rồi hệ thống logo, rồi chân ben chân biết thì nó khác hẳn đúng không? Như đời này thì các bạn có thấy không? Cái phần ben này thì sẽ không có chắn gạch đá, nhưng lên đời này nó có chắn gạch đá rồi này. Đèn đóm rồi thiết kế cam kết nó cũng khác hẳn nhau. Bản này thì không có cảm biến, nhưng mà bản này thì ngược lại nó có toàn bộ full cảm biến rồi. Đấy, nên nó có khác nhau. Nhưng mà giá thì ở thời điểm này nếu thích đời cao, đẹp, chúng ta sẽ mua cái này. Full option camera cảm biến. Còn nếu mà thích đời cao thì là mua em này. Đấy, còn mà thích đời thấp giá tiền rẻ thì chúng ta có thể sở hữu em đô san này. Đấy, giá rất là hợp lý tại đây các bạn này, với đầy đủ trang thiết bị và đủ đồ chơi, đủ cho chúng ta có thể khai thác hiệu quả nó nhé. Như vậy ngày hôm nay mình cũng đã giới thiệu cho các bạn mẫu máy xúc đời thấp mà giá lại rất là hợp lý. Hy vọng rằng qua video các bạn cũng có thêm phần nào đó để quyết định mua con máy trong thời điểm tiếp theo. Video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.